Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và admin cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Sự nguy hiểm của bộ ba MU, Bruno, Fred, McTominay. Van der Beek ở MU, hãy nhìn gương Herrera và Mkhitaryan. Săn đón Isco lên kế hoạch thâu tóm hai hợp đồng 176 triệu. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU săn đón Isco lên kế hoạch thâu tóm hai hợp đồng 176 triệu. Một trong những lý do khiến Man United khá bị động trên thị trường chuyển nhượng là bởi họ không có một giám đốc thể thao hoạch định chiến lược mua sắm cho đội bóng. Chính vì thế, Man United cần phải sớm bổ sung vị trí này trong thời gian tới. Mới nhất, báo chí châu Âu loan tin, Man United đang săn đón chuyên gia của Lille. Theo Canal Plus, Man United khá tích cực liên hệ giám đốc thể thao Luis Campos của Lille. Chuyên gia chuyển nhượng này chuẩn bị rời Lille vì mâu thuẫn với giám đốc Marc Illa. Campos từng giữ chức giám đốc bóng đá ở AS Monaco vào năm 2013 và mới tới Lille vào năm 2017. Trong sự nghiệp, ông đã phát hiện và chiêu mộ rất nhiều cầu thủ sáng giá. Nếu có Luis Campos, chắc chắn khả năng chuyển nhượng của MU sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở một diễn biến khác, theo truyền thông Anh, MU quyết định cạnh tranh với Juventus để chiêu mộ Isco mùa hè năm 2021. Isco cảm thấy thất vọng vì liên tục bị gạt khỏi đội hình Real Madrid nên muốn tìm kiếm bề độ mới gây dựng lại sự nghiệp của mình. MU nhiều khả năng sẽ chia tay Juan Mata vào cuối mùa giải khi hai bên kết thúc hợp đồng. Isco là phương án thay thế cho cựu cầu thủ Chelsea. Isco có thể đạt tốt nhiều vị trí từ hàng tiền vệ đến hàng công. Điều này mang đến những giải pháp khác nhau cho MU. Đáng chú ý, theo The Atlantic, Solskjaer rất thất vọng khi MU không thể chiêu mộ Haaland, người ông đánh giá là trung phong hàng đầu thế giới trong vòng 10 năm tới. Tuy vậy, huấn luyện viên người Na Uy vẫn nuôi mộng đưa tiền đạo 20 tuổi này về Old Trafford trong vòng 2 năm tới và giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh. Đây cũng được xem là lý do Solskjaer quyết định chọn Edinson Cavani, người đồng ý ký hợp đồng 2 năm với MU. Nếu Cavani chơi tốt, MU có thể thoải mái theo đuổi Haaland trong năm 2022. Ngoài ra, Quỷ Đỏ cũng quyết tâm có được chữ ký của Jadon Sancho. Tờ The Atlantic thậm chí còn khẳng định, Man United đã lên một kế hoạch lớn với tên gọi Dự án số 7 dành cho Sancho và họ sẽ tiếp tục triển khai nó cho dù gặp khó khăn ban đầu. Một khi cả hai thương vụ này diễn ra suôn sẻ, MU có thể sẽ tiêu tốn khoảng 176 triệu bảng. Sự nguy hiểm của bộ ba Bruno Fernandes, Fred, McTominay. Huấn luyện viên Solskjaer không thường xuyên xếp bộ ba Bruno Fernandes, Fred và McTominay đá chính, nhưng thực tế chỉ ra rằng ba cầu thủ này đang chơi khá tốt bên cạnh nhau. Kể từ đầu mùa giải cho tới thời điểm này, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer rất ít khi có những lựa chọn đột biến ở tất cả các vị trí, đặc biệt là ở tuyến giữa của MU. Quỷ Đỏ thường xuyên ra sân với bộ ba Matic, Pogba, Bruno Fernandes ở khu vực giữa sân, bởi đây là ba sự lựa chọn có thể nói là tốt nhất của MU ở ba vị trí của hàng tiền vệ và có thể cân bằng được cả giữa phòng ngự và tấn công. Lựa chọn của huấn luyện viên Solskjaer vẫn mang lại một sự an toàn nhất định, nhưng có thể thấy ông thầy người Na Uy vẫn đang khá bảo thủ và thiếu sáng tạo trong những sự lựa chọn của mình. Ở trong một số trận đấu, khi Bruno Fernandes, Fred và Scott McTominay được thi đấu ngay từ đầu ở hàng tiền vệ của MU, lối chơi của Quỷ Đỏ không hề bị ảnh hưởng và thậm chí kết quả còn trở nên tốt hơn rất nhiều. Kể từ khi tiền vệ người Bồ Đào Nha gia nhập MU, bộ ba nói trên đã có 9 lần góp mặt trong đội hình xuất phát của MU trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, chưa một lần nào trong số 9 lần nói trên, MU phải nhận thất bại. Quỷ Đỏ đã có được 6 chiến thắng và 3 trận hòa khi Bruno Fernandes, Fred và McTominay thi đấu cùng nhau trên mọi đấu trường. Và có thể thấy, đây mới đang là bộ ba hiệu quả nhất mà huấn luyện viên Solskjaer đang sở hữu. Gần nhất, trong trận đấu với PSG ở đấu trường Cúp C1 châu Âu, MU đã ra sân với bộ ba tiền vệ này ở đội hình xuất phát và kết quả là Quỷ Đỏ đã làm một lần nữa đánh bại được PSG trên sân nhà của đối thủ, lần này là với tỷ số 2-1. Với hai tiền vệ cơ động là Fred và McTominay cùng với đó là sự cơ động của Ansel Tanzebe, MU gần như đã hóa giải toàn bộ các cơ hội của PSG và có được chiến thắng chung cuộc. Solskjaer học Pep để kết hợp Bruno Fernandes và Pogba. Pogba không đá chính trong 3 trận gần nhất của MU, thay vào đó chỉ vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, Pogba vẫn có những đóng góp ở trận MU thắng Newcastle 4-1 và 2-0 trước PSG. Tiền vệ Pháp có mặt ở đội hình xuất phát MU các trận thua 1-3 trước Crystal Palace và 1-6 Tottenham trước đó. Trên sân, Pogba thường được xếp chơi lùi sâu cùng Matic, còn vai trò vị trí tiền vệ tấn công được giao cho Bruno Fernandes. Tuy nhiên, điểm mạnh của Pogba là khả năng đột phá trong các khu vực tấn công và điều đó khiến hàng thủ của MU bị lộ rõ. Theo Gary Neville, hẳn Solskjaer đang ở một tình huống khó xử khi để Pogba dự bị và cựu danh thủ mách nước cho đồng đội cũ. Hãy học chiêu của Pep Guardiola qua cách dùng Kevin De Bruyne và David Silva.
Tôi nghĩ việc Solskjaer để những tiền vệ trị giá 150 triệu bảng là Pogba và Van der Beek trên ghế dự bị rõ là một vấn đề. MU có cầu thủ đã vô địch World Cup, thống trị châu Âu với Juventus và là bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ, nhưng cậu ấy ít ra sân vào lúc này. Tôi không hiểu sao Ole không thử kết hợp Pogba và Fernandes tương tự như De Bruyne và Silva ở Man City. Hai cầu thủ này không phải là những tiền vệ kỷ luật, chơi ăn ý trước đó, nhưng Pep Guardiola đã biến họ thành bộ đôi lợi hại khi ông đến Etihad. Theo tôi, đây là cách khả thi nhất để Solskjaer có thể để Pogba và Bruno Fernandes phát huy tốt trong cùng một đội hình. Còn với như cách bố trí hiện tại, Pogba chơi cạnh Matic với Bruno Fernandes ở phía trước sẽ không phù hợp cho tiền vệ Pháp. Cậu ấy nên được chơi tự do hơn một chút, phối hợp các pha tấn công với Bruno Fernandes. Van der Beek chịu kiếp dự bị ở MU. Hãy nhìn gương Herrera và Mkhitaryan. Với 40 triệu bảng để cập bến MU, nhưng Donny van der Beek vẫn chỉ đóng vai trò trên băng ghế dự bị của Quỷ Đỏ. Nhiều fan hâm mộ thực sự cảm thấy thắc mắc về điều đó, nhưng hãy bình tĩnh và nhớ lại trường hợp từ Mkhitaryan hay Ander Herrera trước kia. Kể từ khi cập bến MU với bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng Anh, Van der Beek chưa khi nào được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bố trí đá chính ở một trận đấu tại ngoại hạng Anh. Thậm chí, cầu thủ người Hà Lan chỉ được vị chiến lược gia đang dẫn dắt Quỷ Đỏ tung vào sân ở khoảng thời gian cuối trận, để rồi gần như không có cơ hội thể hiện bản thân. Chứng kiến vẻ mặt chán nản của Van der Beek trên khán đài sân Old Trafford ở trận đại chiến giữa MU và Chelsea diễn ra hôm 24 tháng 10, rất nhiều người cảm thấy thương cầu thủ này, đồng thời trách móc Solskjaer vì để anh trên băng ghế dự bị quá lâu trong khi đội bóng mất tới 40 triệu bảng cho tân binh đến từ Ajax. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những gì đã diễn ra trong khoảng vài năm trở lại đây, có thể thấy Solskjaer không hoàn toàn vô lý trong việc để Van der Beek trên băng ghế dự bị. Chí ít, ông không phải là người duy nhất từng làm như vậy với những cái tên đáng được chờ đợi tại đội bóng. Còn nhớ, ở mùa giải 2014-15, Andre Herrera cũng là bản hợp đồng rất đáng chờ đợi của MU nơi tuyến giữa. Dù vậy, sau màn trình diễn thảm họa trước West Brom vào tháng 10 năm 2014, Herrera bị Van Gaal đẩy ải trên băng ghế dự bị. Trong suốt 4 tháng tiếp theo, cầu thủ người Tây Ban Nha đá chính vỏn vẹn một trận cho MU tại ngoại hạng Anh. Đã có lúc, tương lai của ngôi sao này tại sân Old Trafford bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, khi mà niềm tin đang xuống tới mức thấp nhất, Herrera bất ngờ được Van Gaal trọng dụng trở lại và kể từ đó thi đấu thăng hoa để trở thành cái tên không thể thay thế tại tuyến giữa MU. Một ví dụ khác là Henrikh Mkhitaryan. Sau khi cập bến MU ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2016, tiền vệ này chưa thực sự chiếm được niềm tin từ Jose Mourinho khi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần một cầu thủ chạy cánh, trong khi Mickey lại thích chơi ở vai trò một số 10. Bởi vậy cho nên, sau màn trình diễn thảm họa ở trận derby Manchester vào tháng 9, tiền vệ người Armenia chỉ chơi 29 phút trong 14 trận tiếp theo trên mọi đấu trường. Chỉ tới khi cuối tháng 11, sau khi đã khẳng định được niềm tin với Mourinho, Mickey mới được trọng dụng. Kể từ thời điểm đó, anh liên tục tỏa sáng trong màu áo đỏ và ghi bàn ở trận chung kết giúp MU vô địch Europa League. Nói như vậy để thấy rằng Van der Beek cần kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội tại sân Old Trafford. Ở tuổi 23, tương lai của cầu thủ này vẫn là rất lớn. Đặc biệt, việc chuyển từ một môi trường bóng đá ít áp lực như Hà Lan sang ngoại hạng Anh, giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới cũng là lý do khiến Van der Beek chưa thực sự sử dụng mà cần thêm thời gian để làm quen. Herrera hay Mickey, cả hai trước khi tới MU đều là những trụ cột ở La Liga cũng như Bundesliga. 2/5 giải đấu hàng đầu châu Âu đồng thời có chất lượng cao hơn hẳn giải Hà Lan, nhưng họ vẫn phải trải qua kiếp dự bị trước khi thành công cùng màu áo đỏ. Van der Beek trên thực tế không phải là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU trong mùa hè năm nay. Chỉ tới khi không thể mang về Grealish hay Maddison, đội chủ sân Old Trafford mới tìm tới ngôi sao người Hà Lan. Vì vậy, Solskjaer hiểu rằng ông cần cậu học trò tiếp tục quan sát, rút ra kinh nghiệm trước khi sử dụng anh tại ngoại hạng Anh. Van der Beek có khát khao, có quyết tâm nhưng ít kinh nghiệm thi đấu xứ sương mù là điều mà anh chưa thể hiện được. Quan trọng hơn, ở vị trí của cầu thủ này, MU cũng đang có những lựa chọn không hề kém cạnh. Bởi vậy, cho nên với Van der Beek, hãy nhìn gương Herrera hay Mkhitaryan, sẽ tới lúc anh được chứng minh bản thân và tỏa sáng trong màu áo của Quỷ Đỏ. Maguire đáp trả Lampard thâm thúy. Thông qua mạng Twitter, Maguire không đưa ra ý kiến nào mà chỉ cho đăng một bức ảnh đầy ẩn ý. Bức ảnh này ghi lại cảnh anh đang bị Jackie James chơi trò đấu vật. Ở cách đó không xa, đội trưởng Chelsea, Kessa Aspilicueta cũng làm điều tương tự với Scott McTominay, dù cầu thủ của MU hơn hẳn anh về mặt thể hình. Thông điệp của Maguire được cho là nhằm phản pháo vụ huấn luyện viên Lampard chỉ trích anh có hành động phi thể thao khi kẹp cổ Kessa Aspilicueta trong trận MU hòa Chelsea không đều ở vòng 6 ngoại hạng Anh hôm 24 tháng 10. Ronaldo rời Juventus với giá 50 triệu euro.
Theo tờ Tutto Sport của Italy, Ronaldo nhiều khả năng sẽ rời Juventus vào cuối mùa bóng năm nay. Lý do khiến Juventus muốn bán siêu sao người Bồ Đào Nha bởi anh chiếm một phần quá lớn trong quỹ lương của đội bóng. Đồng thời, Juventus cũng đang chịu tổn thất nặng nề vì Covid-19. Nguồn tin từ Don Balón của Tây Ban Nha cũng cho rằng Ronaldo muốn rời Juventus vì thành tích kém ấn tượng của đội bóng. Điểm đến của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ là PSG. Đội bóng được cho là sẵn sàng chi ra số tiền 50 triệu bảng cùng khoản lương khổng lồ để chiều lòng Ronaldo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!